Thế mình nói là số tiền nhiều á thì bạn mua cái nhà bạn cho người ta nghe, cho người ta thuê thôi, đó là chuyện bình thường. Ví dụ bạn mua cái nhà 1 tỷ bạn cho người ta thuê 5 triệu 10 triệu, đó là chuyện bình thường, ai có tiền thì làm cũng được thôi. Nhưng mà cái vấn đề của mình chỉ với các bạn ở đây á, bạn không không có luôn, bạn không có nhiều tiền bạn vẫn có được thu nhập thụ động. Cái cách mình đã làm rất là nhiều năm nay rồi các bạn, mười mấy năm nay mình đã làm cái cách này rồi. Anh nên để tai nghe trước cổ. Cái tai nghe này mình để đúng đúng rồi các bạn. Chỉ có điều cái này nó nằm ở đây thôi. Rồi. Cái thứ nhất á, nếu mà bạn có hồi nãy với mình nói là số tiền nhiều á thì bạn mua cái nhà bạn cho người ta nghe, cho người ta thuê thôi, đó là chuyện bình thường. Ví dụ bạn mua cái nhà 1 tỷ bạn cho người ta thuê 5 triệu 10 triệu, đó là chuyện bình thường, ai có tiền thì làm cũng được thôi. Nhưng mà cái vấn đề của mình chỉ với các bạn ở đây á, bạn không không có luôn, bạn không có nhiều tiền bạn vẫn có được thu nhập thụ động. Cái cách mình đã làm rất là nhiều năm nay rồi các bạn, mười mấy năm nay mình đã làm cái cách này rồi. Cái cách của mình làm đó các bạn, đó là bạn thuê và cho thuê lại, có nghĩa là bạn thuê những cái căn nhà. Ví dụ như có những người đã có tiền, người ta mua nhà người ta cho thuê, ví dụ như bạn mua 1 tỷ bạn cho 5 triệu một tháng, thì bạn không phải là người có 1 tỷ thì bạn chỉ cần thuê lại cái căn nhà đó với giá 5 triệu, rồi bạn đi về bạn làm sao cho cái căn nhà nó đẹp lên chút xíu, bạn sơn phết hoặc là bạn trang trí sao cho nó đẹp chút xíu, bạn có một tí xíu về thẩm mỹ đó các bạn. Bạn làm sao cho căn nhà nó đẹp hơn chút xíu, bạn ra ngoài bạn cho thuê với giá là 7 triệu hoặc là 8 triệu gì đó. Đó các bạn, hoặc là cái nhà nó có 3 4 tầng thì có nghĩa là bạn cho thuê ở trên, còn ở bên dưới bạn có thể đặt mở văn phòng, bạn có thể ở bên dưới hay là bạn làm cái gì đó không biết, bạn add cái value, bạn bỏ ra cái giá trị của bạn vào cái căn nhà đó để bạn thuê giá 5 triệu mà bạn cho người ta thuê lại với giá 7 triệu hoặc là 8 triệu, thì bạn có 3 triệu, đó là cái đó là thu nhập thụ động đó các bạn. Cái dễ nhất ai cũng có thể làm được hết.